Những loại hoa có thể tự mình biến đổi màu sắc theo thời gian không phải quá hiếm gặp nhưng nó không có nhiều. Có thể kể đến như hoa hồng đổi màu, hoa cẩm tú cầu, nhưng một loại hoa nữa mà ta không thể không nhắc đến đó chính là hoa nhài Nhật. Đây là một loại hoa đẹp, nó có màu tím vào buổi sáng nhưng theo thời gian càng về chiều nó càng nhạt dần và chuyển sang sắc trắng. Thật tuyệt khi ta được ngắm nhìn trên cây hoa nhài Nhật có đủ những sắc thái của hoa đang cùng nhau khoe sắc. Nhài nhật thuộc loại cây thân bụi gỗ dáng nhỏ, cây có kích thước trung bình khi cây trưởng thành nó có thể đạt tới chiều cao 2 đến 3 mét. Cây cho thân dài, mọc thẳng và phân cành nhánh khá nhiều, dọc theo vỏ cây là những vết nứt. Lá của cây hoa nhài nhật có màu xanh đậm, phiến lá nhẵn, có kích thước trung bình, hình ráo nhọn phần đầu. Mép lá nguyên, mặt dưới lá có gân nổi lên, hoa nhài nhật thường mọc tập trung ở phía đầu cành hoa mọc dạng đơn và có từ hai tháng ba bông, những cánh hoa cùng cuống hoa hợp thành một ống rộng phía trên đầu chia thành năm thùy xòe rộng. Khi nở hoa nhài nhật có màu lam tím sau đó theo thời gian nó dần chuyển sang màu trắng nên nhiều người ấn tượng gọi nhài nhật với cái tên hoa hai màu. Trên cây ta thường thấy hai màu sắc được xen lẫn với nhau nhìn rất đẹp mắt có nhiều người cũng lầm tưởng hoa có hai màu thật đấy. Không chỉ thế hoa còn cho hương thơm dễ chịu, thoang thoảng hoa nở lâu có khi hoa nở một tuần mới tàn. Lễ hội hoa xã Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên quy tụ nhiều tác phẩm nghệ thuật và các chậu hoa cây cảnh mới lạ. Độc đáo tại đây, khách tham quan khá bất ngờ thích thú trước vẻ đẹp nổi bật của hoa nhài Nhật cổ thụ. Với những bông màu trắng và tím sen kẽ nở rộ rất lạ mắt, anh Phan Trung Kiên chủ một nhà vườn ở thôn Năm. Xã Xuân Quan, Hưng Yên cho biết năm nay anh có khoảng chục chậu hoa nhài Nhật với đủ kích thước. Trong đó cây khủng có đầy đủ tán bóng, tuổi thọ lên đến hàng chục năm, chậu hoa nhài cổ thu này đã được một đại gia rước về chơi Tết Nguyên Đán 2021. Theo anh Kiên, khác với hoa nhài ta chỉ có màu trắng, điểm đặc biệt nhất của hoa nhài Nhật là khả năng biến đổi màu sắc theo thời gian. Ban đầu, hoa nở có màu tím, sau dần màu nhạt đi và chuyển thành màu trắng tinh khiết tạo nên vẻ đẹp hài hòa rất thu hút. Không chỉ vậy, hoa nhài Nhật có mùi thơm thoang thoảng dịu ngọt vô cùng quyến rũ, dù đứng cách xa vài mét Nhất là khi đêm xuống, mùi thơm càng lan tỏa xa hơn, đó cũng là lý do những năm gần đây, loại hoa này được nhiều người yêu thích và săn đón mua về trang trí trước sân nhà. Ban công hoặc làm quà biếu Tết, anh Kiên chia sẻ, giá trị của chậu hoa không chỉ bởi cây có tuổi thọ lên đến 50 năm, mà còn bởi kỹ thuật uốn nắn tạo nên tán, bóng của cây, tuy vậy, phải lựa chọn những cây có nhiều cành nhánh dáng đẹp mới có thể uốn theo yêu cầu. Ban đầu, cây mọc tự nhiên chưa có bóng, anh phải sử dụng dây thép để vít cành tạo cho bóng tròn. Tán rộng, đây cũng là khâu khó nhất, đòi hỏi sự khéo léo, cẩn thận, có con mắt nghệ thuật của người làm vườn. Từ tháng 10 đến khoảng tháng 3 âm lịch là thời điểm hoa nhài nhật nở rộ và sai hoa nhất. Cũng là lúc hoa bước vào độ đẹp nhất để chơi Tết nguyên đán, sau đó, cứ một, hai tháng cây lại ra hoa tiếp song những đợt sau hoa nở ít hơn so với đợt trước, chậu hoa này nặng khoảng 1 tấn, cao 3 mét. Tán cây có đường kính lên đến 3,2 mét, riêng chậu được làm từ xi măng, khắc họa tiết tỉ mỉ. Trên thành chậu được trang trí những viên sỏi làm tăng tính thẩm mỹ cho chậu cây, tôi phải sử dụng xe cầu mới có thể vận chuyển anh nói. Anh kiên tiết lộ, trước đó, những cây có kích thước khủng như vậy giá thường dao động từ 60 đến 70 triệu đồng. Xong, ngoài loại nhai cổ thụ, anh còn gần chục cây con, cao khoảng 1 đến 1,2 mét, giá từ 800.000 đến 1. 000, 000 đồng, cây đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng.